Giờ này góp nhận 2,5 token có cái heo là BZR khoảng 10 đô mỗi một ghét được. Một token khoảng 4 đô mà nó liên với trung tâm của ta. Rồi các bạn lấy cấp trai nha các bạn. Rồi các bạn join ba kênh Telegram group và follow và request server. Này góp này rất dễ quá. Rồi. Rồi, nó nói cảnh báo tài khoản này tạm thời bị khóa, các bạn cứ có luôn. Rồi các bạn theo dõi và các bạn request lên một vài like cho nó vài bài test lại nó bình luận các bạn. Test lại luôn đi các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi. Các bạn bấm vào nút Submit DSN. Group 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 you mini click. Rồi các bạn bấm Don nha các bạn. Rồi các bạn bấm Don luôn các bạn. Follow theo word. Rồi các bạn ghi câu lời cái username theo word nha các bạn. Các bạn mở theo word lên vào trang cá nhân mình ghi lại cái username là cộng Win. VNNH9. Rồi các bạn gửi nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ RC20 các bạn. Các bạn mở bạn mở YouTube Wallet lên nè. Các bạn dùng ví cho EC20 chút wallet MetaMask token gì ví nào cũng được các bạn, miễn nền tảng EC20. Mới đăng cái video 100 đồng bát hôm nay về rồi, tắt quá đã. Rồi các bạn copy địa chỉ ví nghe không. Rồi các bạn sao chép lại nghe không. Rồi các bạn mở cái bot Telegram ra các bạn bắt vào. Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi các bạn gửi các bạn. Rồi các bạn bấm Balance để nhận tốc cận các bạn. Mình đã nhận được 2,5 tốc cần mỗi một lượt ghép là được một ad các bạn. Rồi các bạn bấm vào ghép lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.